Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi một ngày vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi vấn đề xung quanh chúng ta. Chương trình này đáng lý được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên Youtube. Tuy nhiên, Facebook của phòng không phát livestream được, đành phát lại trên Youtube, cá lỗi cùng tất cả khán thính giả ở bên Facebook. Và quý vị, trong cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, thì một đề tài mà tôi có thể nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại nhiều lần trong các cái chương trình nói chuyện của tôi, đó là cái chính sách mỹ dân, đang dần dần đi tới sự phá sản hoàn toàn gần như là nó đã bộc lộ ra được cái uh, chính sách Mỹ dân sau khi mà Joe Biden đã thực hiện một số những cái chính sách mà tôi cho rằng là cuối cùng cũng không có uh, phản ảnh được cái thực tế của người dân quý vị trong đó thì quý vị biết trong những uh, tháng gần đây Joe Biden đã liên tục áp dụng những chính sách cực tả trong đó bao gồm luôn việc mà ông ta xóa nợ cho các sinh viên để là chiêu dụ lá phiếu của những người trẻ tuổi. Bên cạnh đó thì ông ta lại thúc đẩy những cái chính sách về môi trường và về môi trường và ông ta đã yêu cầu và thực hiện những chính sách này bao gồm luôn việc giới hạn các cái việc khai thác những cái những cái mỏ năng lượng ở tại Hoa Kỳ, đặc biệt là ở Alaska. Bên cạnh đó thì ông ta thúc đẩy một số tiểu bang Blue State đã áp dụng những chính sách môi trường bao gồm việc uh, buộc người dân phải đi xe điện. Rồi thứ hai là cấm luôn xe xăng từ năm 2035 ở California hay là cấm luôn các cái việc sử dụng các cái uh, lò đốt củi, đốt than hoặc là đốt uh, bằng khí đốt thiên nhiên đối với lại ở New York. Thì quý vị, những chính sách Mỹ dân này đã dẫn tới tình trạng hoàn toàn đã gần như phá sản khi mà thực tế người dân đã có những cái phản ứng khác nhau. Quý vị, trong một cái bài viết ở trên đài truyền hình Fox News, trong ngày hôm nay 7 tây tháng 5 được uh, được đăng trên đài truyền hình Fox News thì cho thấy rằng là cái chính sách mỹ dân của ông ta không những là không thuyết phục được người dân mà dần dần những người dân ở những tiểu bang được xem là blue state được xem là thành trì của đảng dân chủ và thành trì của cái chủ nghĩa cấp tiến đã bị uh, người dân đã bỏ rơi những nơi này đi qua những tiểu bang red state, tức là những tiểu bang có khuynh hướng bảo thủ hơn và ít áp dụng những chính sách chuyên chế hơn để sinh sống và lo cho con em của họ đặc biệt là những người lớn tuổi về hưu và thứ hai là những người mới lập gia đình vợ vừa sanh con đều lật đặt, đặt đưa gia đình của họ qua những tiểu bang red state bên cạnh đó thì quý vị chính sách này của Joe Biden và cái chính sách mềm dẻo với tội phạm của các tiểu bang blue state như là California, New York hay là ở Illinois đã dẫn tới tình trạng thiếu an toàn trong cộng đồng. Và chính vì vậy mà nhiều nơi này họ đã bỏ đi và gần như là các cửa tiệm phải đóng cửa. Quý vị, ở trong cái bản tin của Red Fox News ngày hôm nay thì chúng ta thấy là những tiểu bang red state đã trở thành nơi đón tiếp cộng đồng nước ngoài từ những gia đình rời khỏi các tiểu bang được xem là à, cực tả ở phía tây à, đó là một trong những cái bài mới nhất mà đài truyền hình fort trong đó họ nhấn mạnh ở cái khu vực Sandpoint ở idaho được xem là nơi đã có rất nhiều những cái à... Gia đình từ California, từ Portland và từ cả Seattle ở Washington State đã tràn tới à, phía bắc của North Idaho để sinh sống và lo cho gia đình của họ. Và trong đó không phải chỉ có những à, người lớn tuổi về hưu mà kể cả những à, gia đình có con mới được 9 tháng thôi, ví dụ như gia đình của Manning và có người chồng tên là Nick Constant với đứa con 9 tháng tuổi đã bắt đầu à, chuyển qua tới cái, cái cái tiểu bang này từ năm 2021 và gia, các gia đình từ ở Seattle cho tới San Diego đồng thời cũng đã chuyển đi những uh, nơi khác khi mà quý vị nhìn thấy hình ảnh trông thấy trong đó cho thấy là con số của các cái uh, gia đình bỏ đi trong thời gian qua ở uh, Washington State ở uh, uh, Portland và ở California và cái màu vàng này tức, tức là tiểu bang Idaho đó quý vị và họ cho thấy rằng rất nhiều những gia đình đã rời bỏ um, cái tiểu bang mà họ đã sống từ nhỏ tới lớn, thậm chí sinh ra ở đó. Bây giờ họ phải rời bỏ qua những tiểu bang khác. Bên cạnh đó thì quý vị trước đó thì tôi cũng đã cho quý vị cái tin là hệ thống 99 cent, một hệ thống chợ lâu đời của cái hệ thống này rất là lớn và họ có mấy trăm cửa tiệm ở trên toàn quốc Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ họ đã không thể cạnh tranh nổi họ ra không thể cạnh tranh nổi thứ nhất họ phải cạnh tranh với mạng online và hệ thống này là cái hệ thống mà bán đồ dưới một đô la gọi là chợ 99 cent. tất cả mặt hàng của họ ở trong cái cửa tiệm của họ là dưới một đô la tức là 99 cent thôi thì cái vị 99 mươi thôi và bây giờ họ phải đóng cửa toàn bộ ở california ở texas arizona và nevada đây là các cái cái uh, chi nhánh của họ, họ đã có nhiều cửa tiệm nhưng mà riêng tại California là họ đóng cửa toàn bộ. quý vị đây là bản tin. Hệ thống Natinsen bây giờ phải đóng tất cả các cửa tiệm của họ và đang dự tính là sẽ giảm đi cái hoạt động. Công ty này đã sáng lập từ năm 1982, đang có 371 cửa tiệm ở California, Texas, Arizona và Nevada. Trong ngày thứ năm thì uh, công ty này loan báo một cái dự định là sẽ đóng cửa và do tình trạng khó khăn về tài chánh cũng như tình trạng đại dịch và sự thay đổi uh, của khách hàng trong cái vực gọi là gọi là lạm phát và trong đó gần như là tình trạng rất khó khăn. Họ cho biết là do một phần do tình trạng đại dịch và một phần do vấn đề lạm phát khiến cho họ không thể bán với giá 99 cent nữa mà họ phải bán với giá cao hơn mà bán với giá cao hơn thì nó mất đi cái cái, cái tính chất cốt lõi của cái công ty 99 cent. Tức là họ không còn được nhiều món hàng bán với giá đó nữa. Tất cả đều tăng giá hết. Kể cả việc mà họ nhập cảng cỡ nào như nữa, họ phải tăng giá, quý vị. Bên cạnh đó thì một trong những cái hệ thống lâu đời của Hoa Kỳ, 39 cửa tiệm tại California phải đóng cửa. Một cái hệ thống mà xưa nay tôi rất, cứ mỗi cách 2-3 tuần tôi phải tới một lần, đó là cái hệ thống Red Lobster, chuyên bán về lobster, tức là tôm hùm. Bây giờ cái hệ thống này đã phải đóng cửa 39 cửa tiệm của họ tại California và duyệt xét tới việc khai phá sản, quý vị. Red Looter với 39 vị trí của họ và cửa tiệm của họ ở California đang duyệt xét tới việc đóng cửa, khai bankruptcy và à, khai phá sản. Đây là một trong những cái tin mới nhất. Red Lobster có 39 cửa tiệm tại California đang duyệt xét là khai phá sản ở chapter 11 à, sau khi mà họ nói rằng là bị mất đi 11 triệu Mỹ kim à, trong cái vấn đề mà gọi là tình trạng mà giá tất cả tôm tăng giá vân vân. Quý vị, tất cả những bản tin này cho thấy rằng những chính sách Mỹ dân đã đi tới tình trạng các công ty thương mại cấp trung lẫn cấp nhỏ liên tục đóng cửa và những người dân ở các tiểu bang blue state tức là những tiểu bang màu xanh phải chuyển qua sinh sống ở tiểu bang màu đỏ. Điều gì đã xảy ra và khiến cho tình trạng này càng lúc càng nhiều? Quý vị, đa số đến từ chính sách của Joe Biden, một phần đến từ sự phát triển của mạng online. Và quý vị thấy là các cái hệ thống lớn như là Fry Electronics đã phải đóng cửa khi mà họ không cạnh tranh nổi với việc mà buôn bán online free shipping tức là miễn phí amazon thì đã thống trị ở trên cái hệ thống bán online rồi thay vì trước đây chúng ta có rất nhiều những cửa tiệm truyền thống từ ở penny uh, saver cho tới uh, uh, jc penny cho tới những cái shopping thì mỗi một cái mùa cuối năm là cái mùa rất là vui như lễ hội của các cái uh, trung tâm shopping trên toàn quốc bây giờ các trung tâm shopping đều phải chuyển qua bán online và phải cạnh tranh với Amazon. Họ cạnh tranh không nổi. Nhiều cửa tiệm đã bị Amazon thu mua lại. Nhiều cái cửa tiệm phải đóng cửa và phải chuyển qua ở nước ngoài để mà có thể sinh tồn được. Thì quý vị, đây là cái hiện tượng đầu tiên mà tôi nói rằng là do cái hệ thống bán online trở nên phổ thông hơn. Cái này thì không liên quan gì tới chính sách của Joe Biden cả. Thì các cửa tiệm lớn đều đóng cửa từ JCPenney <laughs> cho tới uh, những cái trung tâm shopping lừng lẫy tại Hoa Kỳ đã dần dần vắng khách. Quý vị, một phần do vấn đề buôn bán online, một phần là do vấn đề chính sách của các tiểu bang Blue State quá mềm dẻo với tội phạm. Quý vị thấy là trong thời gian gần đây, những cái vụ mà cướp công khai ở giữa thanh thiên bạch nhật của một mấy chục đứa nó xông vào một cửa tiệm nó cướp, thì quý vị các cửa tiệm đã phải khai lỗ bởi bởi vì các hãng bảo hiểm đã tăng hiệp bảo hiểm với họ khi cửa tiệm họ bị cướp thì họ để cho cướp tại vì họ không muốn nhân viên họ phản kháng mất công lại ảnh hưởng tới sinh mạng và họ dùng cái đó họ claim với hãng bảo hiểm để hãng bảo hiểm bồi thường cho họ thì họ cũng không mất gì cả tại vì có hãng bảo hiểm đền họ đã mua bảo hiểm cho tất cả cửa tiệm của họ rồi thì bây giờ các hãng bảo hiểm rút khỏi California rút khỏi New York họ không cung cấp nữa ngay cả bảo hiểm xe thì quý vị thấy State Farm này nọ rút khỏi California. Lý do là do tình trạng thua lỗ này. Thứ nhất là các cửa tiệm bị cướp quá nhiều mà không ai làm gì được hết. Do cái chính sách mềm dẻo với tội phạm. Thứ hai là tình trạng đập kiến xe và cướp xe cũng như là trộm xe nó nổ ra khắp nơi. Ở các cái tiểu bang Blue Stack thì quý vị các hãng bảo hiểm họ chịu không nổi. Họ phải bỏ các cái thị trường của California hay New York là bởi vì chi phí bảo hiểm quá cao. Ngay cả New York lý do tại sao các hãng bảo hiểm bỏ mà trong khi đó hầu hết những cái hãng bảo hiểm lớn nhất nước Mỹ đều xuất phát từ New York. Bây giờ họ phải dời tổng đàn họ qua chỗ khác và họ gần như bỏ rơi luôn tất cả những cái uh, dịch vụ của họ tại New York. Lý do là bởi vì cái chi phí quá cao. Cái chi phí quá cao mỗi lần họ bồi thường rất là cao. Ví dụ một căn nhà bị hư hại một căn nhà bị hư hại vì bão tố vì cái gì đó thì quý vị thay vì ở Texas ở Louisiana hay Ohio chi phí xây dựng không cao họ bồi thường một số tiền nào đó thôi còn ở New York cái chi phí xây dựng nó gấp 2 gấp 3 lần do đó họ chịu không nổi rồi còn California thì tội tội phạm hoành hành từ Los Angeles cho tới San Francisco nó hoàn hành khiến cho các công ty, các cửa tiệm bán lẻ Đều liên tục đóng cửa Nhất là San Francisco Gần như là Walmart đóng cửa Target đóng cửa 99 đóng cửa Bây giờ chỉ còn lại có Costco thôi Không biết ngày nào tới Costco đóng cửa luôn Là bởi vì mức độ tội phạm đã tăng quá nhiều Ở những nơi này Thì quý vị Đây là lý do chính Thứ nhất là chính sách mềm dẻo với tội phạm Mỹ dân Tôi gọi là chính sách Mỹ dân Nó đã dẫn tới tình trạng tội ác tăng cao Trong các cộng đồng và quý vị thấy trong bản tin của đài truyền hình Fox News thì không phải những người lớn tuổi về hưu mới dọn tới tiểu bang Idaho. Mà ngay cả những gia đình trẻ mới đám cưới xong, vừa sanh con xong, lật đật chuyển nguyên gia đình tới Idaho sinh sống. Tại vì họ không muốn con cái họ bị dính vào một cái môi trường cực cực, cực tả. Tức là làm cho băng hoại tất cả mọi thứ. Thứ hai là tình trạng tội phạm tăng cao và con cái của họ trưởng thành trong cái môi trường như vậy, họ không biết ngày nào con cái họ là nạn nhân của băng đảng hay trở thành thành viên của băng đảng. rồi chưa kể cái chuyện mà nó khuyến khích con cái của họ tự nhiên lên 4 năm tuổi cái nói với ch... nói rằng là à con muốn đổi giống, con muốn trở thành transgender, con muốn trở thành một người à, chuyển giới tính. họ không muốn, do đó quý vị những gia đình trẻ mới đám cưới xong cũng dọn ra khỏi California. Rồi chưa kể quý vị, ở New York bây giờ nó, nó cấm tất cả những cái khí đốt thiên nhiên. Nó cấm luôn lò ga, lò tức là lò gas, cấm lò than, cấm lò củi luôn. Bởi vì nó nói rằng những cái này ô nhiễm môi trường. Và kết quả, quý vị thấy một dọc tất cả các tiệm pizza đều đóng cửa. Tại vì nướng pizza ngon nhất Ai cũng biết nó là nguồn gốc từ nước Ý. Và cái nướng pizza ngon và nó thơm nó là nhờ cái hệ thống đốt củi và đốt than. Nướng pizza bằng điện thì người ta đâu có ăn đâu có ngon lành gì. Thì bây giờ nó nói rằng là vấn đề này gây ô nhiễm. Nó buộc phải đóng và các tiệm pizza phải đóng cửa. Nó buộc áp dụng những cái luật này. Các tiệm pizza không chịu nổi phải đóng cửa. Rồi chưa kể cái vị California. Bây giờ lương của nhân viên làm trong ngành fast food tăng lên tới 20 Mỹ Kim một giờ. Cộng thêm benefit nữa. Tức là cộng thêm quyền lợi nữa. Thì quý vị, các cửa tiệm bán fast food từ McDonald's cho tới Burger King cho tới cop Junior kể cả cái qua, cái cửa tiệm mà nổi tiếng nhất là In and Out đó, lúc nào cũng sắp hàng đó. phải cắt giảm nhân viên hoặc đóng cửa tiệm là bởi vì họ phải trả cái mức lương tối thiểu 20 Mỹ Kim một giờ. Thì quý vị, những chính sách Mỹ dân này, nó đã khiến cho tất cả nền kinh tế bị suy sụp. Nó đã khiến cho những người dân không còn được cảm thấy an toàn cho cái gia đình của họ. Do đó, họ chuyển qua Red State. Đây là cái phản ứng mà cho thấy rằng là chính sách mỹ dân của Joe Biden ở liên bang hay các tiểu bang Blue State đã khiến cho người dân bỏ chạy. New York 300.000 dân đã bỏ chạy trong mấy năm qua. California trên 1 triệu dân đã bỏ chạy. Lý do là tôi vừa nêu ra những cái uh, chính sách của họ. Những chính sách mà người ta chịu không nổi. Bây giờ California là cái nơi mà người ta chịu giá xăng cao nhất. Cao nhất nước. Thì quý vị, tất cả những điều này nó đã tác động đến các gia đình. Đó là lạm phát đó quý vị. Lạm phát tội ác cao và cuối cùng quý vị, cái chính sách của cho bên ký tha xóa nợ cho tất cả những sinh viên. Ok, thì cái tiền đó quý vị lấy từ đâu ra? Tiền đó lấy từ tiền thuế của người dân. Tại vì sao? Các sinh viên đi vay nợ không phải là vay trực tiếp từ chính phủ mà vay từ các ngân hàng. Nếu họ không được cái chương trình gọi là financial aid tức là cái chương trình tài trợ của chính phủ thì họ phải đi vay nợ thì vay nợ của các ngân hàng thì các ngân hàng cho sinh viên vay nợ đi học là nhờ sự bảo đảm của chính phủ nếu sinh viên trả nợ không được thì chính phủ trả nếu sinh viên trả nợ không được thì chính phủ phải trả tiền cho các ngân hàng thì quý vị rồi bây giờ ông ta xóa nợ kiểu này có nghĩa là chính phủ phải trích ra một số tiền khổng lồ để trả nợ cho các sinh viên nói là xóa nợ tức là các sinh viên không cần trả nợ thôi nhưng mà tiền nợ đó là của các ngân hàng tư nhân các lender thì bây giờ chính phủ phải trả món nợ đó ra lấy chính phủ lấy tiền đó đâu ra từ tiền thuế của người dân và rồi thì sao họ tăng thuế họ tăng thuế lên thì quý vị những sinh viên được tha nợ ok được tha nợ hai chục ngàn ba chục ngàn nhưng mà họ phải trả suốt đời tiền thuế tăng thì quý vị rốt cuộc họ đâu có bị xóa nợ đâu Tôi lấy ví dụ một sinh viên ra trường 25-26 tuổi được chiêu bên xóa nợ 2-30 ngàn gì đó. Không? nhưng mà trên quy tắc là trả nợ 10 năm rồi mới được xóa nợ. Tức là những người mà đã đã trả được cái nợ sinh viên trong vòng 10 năm rồi mà chưa trả dứt thì được xóa nợ. Chứ không phải mấy người mấy người mới ra trường. Thì quý vị trả nợ 10 năm rồi. Bây giờ còn lại một khúc thôi. Thì phải trả hết. Thì bây giờ được xóa. Khỏi trả nữa nhưng mà cuối cùng họ bị tăng thuế tại vì sao sinh viên là những người tốt nghiệp đại học là những người có mức lương trung lưu ít nhất là trung lưu tại vì họ có bằng đại học họ đâu thể nào đi làm cái chuyện gọi là à, lương thấp và à, đi khuân giác hay là đi à, à, bán trong các cái nhà hàng fast food được quý vị họ là sinh viên tốt nghiệp đại học do đó cái lương của họ là cao rồi cuối cùng họ bị đánh thuế họ bị đánh thuế trở lại và cuối cùng cái thuế đó nó sẽ kéo dài nhiều năm thì cuối cùng họ cũng trả lại thôi chứ đâu có được xóa nợ đâu nhưng mà cái chính sách mỹ dân này nó làm tốn tiền thuế của người dân quý vị do đó châu bên không thúc đẩy nổi cái điểm của ông ta lên bởi vì người ta đã tính người ta đã nhìn ra hết anh đâu có tha nợ cho tôi đâu chỉ là chẳng qua là anh chuyển cái món nợ đó thành cái tiền thuế anh đánh mỗi năm của tôi thôi chứ anh đâu có tha nổi cho tôi rồi cái thứ hai nữa là gì quý vị chính sách mỹ dân bắt tất cả các công ty fast food phải tăng cái tiền là cái tiền gọi là lương trả tối thiểu lên 20 mỹ kim thì các công ty này nó ok các anh cứ ra luật các anh ra luật thì một tôi đóng cửa hai tôi cắt giảm nhân viên cuối cùng thất nghiệp nhiều hơn thất nghiệp nhiều hơn bởi vì các công ty nó nói tôi có số tiền như đó tôi trả cho nhân viên thôi một tháng tôi chỉ quy định ra tôi có hai 000 ngàn Tôi trả lương cho nhân viên của tôi thôi. Bây giờ mấy anh bắt tôi phải trả lên tới 20 Mỹ Kim một giờ. Thì cũng là số tiền 20 ngàn đó thôi. Tôi chia lại cho nhân viên. Tôi không bị ảnh hưởng. Và tôi cắt giảm nhân viên. Đồng thời tôi tăng giá cái thực phẩm lên. Thì quý vị, đâu vào đó. Cuối cùng thì thất nghiệp nhiều hơn. Đang làm giữ chừng được, được cái tin là Ô, tháng tới mình được tăng lương 20 Mỹ Kim rồi. Tại vì luật của tiểu bang California đã quyết định là 20 Mỹ kim một giờ. Tự nhiên tháng này nhận cái giấy bị sa thải. Chưa kịp được tăng lương thì nhận giấy bị sa thải. Thì quý vị, những chính sách mỹ dân này, người ta bắt đầu ngán ngẩm. Và cái chính sách mềm dẻo với tội phạm. Nhất là cái uh, luật Nobel. Thứ nhất là ở California, dưới 950 Mỹ Kim là Mr. Minor, Second Chance tức là tội tiểu hình và cơ hội thứ hai kết quả quý vị nó đi nó cướp mấy cái tiệm vòng vòng miễn là dưới năm dưới chín trong năm mỹ kim thôi là nó chỉ bị xử Mr. Miner Mr. Miner tức là tội tiểu hình không cần ở tù chỉ làm việc cộng đồng thôi thì quý vị nó kích thích cái đám tội phạm đi cướp bóc ở khắp nơi rồi chưa kể bây giờ tới cái luật nobel nobel tức là bắt nó vô miễn cái tội nó không có bạo động thì bắt nó bữa trước bữa sau phải thả nó ra Cho nó cái giấy ra tòa thôi Không giam nó Thì miễn sao nó vô nó cướp nó không bạo động thôi Thì quý vị cuối cùng nó làm cho tội ác tăng cao Rồi quý vị chưa Đó chỉ là cái hình thức của những tên tội phạm đường phố Mà nó xảy ra ngay trong trường trung học luôn Tức là những thành phần băng đảng trong trường trung học Nó ép con em của mình là phải đi ăn cướp chung với nó. Còn nếu không là bị cô lập bị à, ăn hiếp trong trường học thì tự nhiên con em mình trở thành một thằng đi ăn cướp tại vì nó nói ê luật nobel mày sợ gì mày tuổi vị thành niên nữa mày sợ gì thì quý vị cuối cùng nó kích thích mấy đứa trẻ là đi phạm pháp chính vì cái luật mềm dẻo với tội phạm này nó khiến cho nhiều gia đình sợ hãi là con em của họ không còn được an toàn nữa một là trở thành nạn nhân của băng đảng hai là bị lôi kéo gia nhập băng đảng chính điều này nó dẫn tới tội ác tăng ở tất cả các cộng đồng và không còn nơi nào an toàn nữa hết vì vậy mà nó dẫn tới tình trạng gọi là họ di dân ra khỏi các tiểu bang blue state gần như là những chính sách mỹ dân này đang đứng trước bờ vực phá sản rõ ràng mặc dù cái đám dân chủ vẫn tin tưởng rằng cái, cái những cái chính sách này của họ sẽ lấy được phiếu lấy được phiếu của những kẻ của những người mà được xem là uh, second gen đó. Nhưng trên thực tế, người dân phản ứng bằng cách họ chuyển ra qua tiểu bang khác ở. Các công ty phản ứng bằng cách đóng cửa tiệm, khai bankruptcy tức là khai phá sản hoặc là cắt giảm nhân viên. Đây là phản ứng rất thực tế ở ngoài đời. Cho thấy rằng những chính sách mỹ dân này đã đi tới phá sản. Nó cho mọi, mọi người thấy nhiều góc nhìn của vấn đề thì quý vị chính sự phá sản này nó mới làm cho nước mỹ tốt hơn bởi vì khi điều hành quận máy quốc gia là phải làm cách nào tạo thêm tài sản tạo thêm sự thịnh vượng cho người dân chứ không phải ngồi tính toán trên những con số lấy chỗ này lắp chỗ kia lấy chỗ này lắp chỗ kia à tăng thuế lên để tăng cái tiền lương nhân viên lên thì góc này tăng thuế tức là đám dân chủ họ chỉ tính toán trên những con số giấy tờ thôi chứ họ không có cái ý định tạo ra tài sản và tạo ra sự thịnh vượng cho người dân. Và kể cả cái chính sách mềm dẻo với tội phạm để chiêu mộ thêm phiếu, để chiêu mộ thêm phiếu bầu, thậm chí có những nơi cho những tên tội phạm ở tù được đi bầu nữa mà. Thì quý vị, điều này nó dẫn tới tình trạng một cái xã hội đi tới băng hoại. Thứ nhất là không còn ai tuân thủ luật pháp. Thứ hai là chi phí đời sống của họ quá cao. Là bởi vì cứ giảm cắt bỏ chuyện này miễn phí chuyện kia rồi đánh thuế ngược lại tất cả các mặt hàng đều tăng giá. Rồi siết chặt vấn đề môi trường khiến cho tình trạng năng lượng bị thiếu hụt. Và khi thiếu hụt thì nó phải tăng thôi. Do đó, bây giờ người dân Mỹ đang chứng kiến sự phá sản của chính sách Mỹ dân. Tức là cái chính sách này sẽ đẩy các nền kinh tế của các tiểu bang đi vào bế tắc. Sự phát triển của các tiểu bang này gần như bế tắc. Bây giờ họ chủ lực sống nhờ vào những công ty lớn mà bây giờ những công ty lớn đã bắt đầu chạy qua Texas rồi. Những công ty lớn được xem là đại công ty đó. Từ ở Silicon Valley bây giờ dời qua bên phía của Tennessee, dời qua Texas. Đó quý vị thấy. Công ty Intel là một trong những công ty sản xuất chip điện tử lớn. Bây giờ họ phải xây dựng hai ba công xưởng ở Tennessee Hãng Boeing là hãng về quốc phòng và hãng sản xuất máy bay từ ở Seattle phải mở thêm công xưởng ở South Carolina. Rồi Tesla về Texas, Apple cũng mở công xưởng ở Texas, rồi XP cũng mở công xưởng ở Texas, Samsung bây giờ cũng mở công xưởng ở Texas. Quý vị, đây là tình trạng cho thấy rằng là các công ty lớn đã bắt đầu phản ứng với những cái chính sách mà tôi gọi là cực tả của các tiểu bang Blue State. Nó đã dẫn tới cái tình trạng mà tôi nói rằng tình trạng này nó chưa bao giờ xảy ra ở nước Mỹ. Mà bây giờ các Red State, tức là các tiểu bang đỏ, phải tiếp đón người mà họ gọi là người nước ngoài, những người bên ngoài đi vào. Là bởi vì những người này họ chịu không nổi những chính sách đó, họ chạy qua những tiểu bang khác sống. Kể cả những kẻ rì thai, Idaho là cái nơi nhận rất nhiều mươi mấy ngàn nhân viên của tiểu bang California retire chuyển qua Idaho ở hết. Lý do chi phí đời sống thấp. Họ về hưu, họ mua một căn nhà ở Idaho, họ sống nhàn nhã. Còn bây giờ giữ một căn nhà ở California, nội một năm tiền thuế không đóng học máu rồi. Thuế đất đó. Chưa kể những chi phí cao khác. Về hưu với cái tiền lương hưu của họ thấp như vậy, làm sao đủ chi phí. Cho nên họ dọn qua Idaho họ ở. 90 mấy ngàn nhân viên về hưu <laughs> về hưu của California âm thầm dọn qua Idaho hết. Thì quý vị, điều này cho thấy là cái chính sách mỹ dân của đám dân chủ đang đi tới bờ vực phá sản. Họ không thuyết phục được công chúng nữa. California một triệu người đã bỏ đi. Tại vì sao? Giá cả chi phí quá cao, tội ác đầy ở đó hết. Cho nên họ dời về những tiểu bang khác an toàn hơn cho gia đình của họ và chi phí thấp hơn họ sống thoải mái hơn. Thay vì phải sống một cách vội vã, cực nhọc và thiếu hụt lên thiếu hụt xuống ở California, họ chạy về những tiểu bang này, mọi thứ nhàn nhã hết. Và cho thấy quý vị, dần dần những tiểu bang blue state này sẽ đi tới tình trạng phá sản. Sẽ đi tới tình trạng phá sản và cuối cùng chỉ còn lại thành phần nghèo bú sữa chính phủ hoặc là thành phần cực giàu thôi. Tất cả giới trung lưu đều bỏ đi hết tức là thành phần người nghèo ở những tiểu bang này đông hơn sống vào nhờ cái bình sữa của chính phủ còn những cái công ty lớn mà còn trụ ở đó cực giàu đó thì chịu khó đóng nhiều thuế một chút xíu để cover cho đám người nghèo và đây là cái chính sách cướp giàu tế nghèo của họ đó quý vị chính sách này đang đi tới bờ vực phá sản bởi vì cái phản ứng của người dân các công ty đã cho thấy rất rõ ràng là nước Mỹ sẽ phải transform một lần nữa tức là nước Mỹ sẽ phải lột xác thêm một lần nữa để vũ sạch tất cả những cái tư tưởng cấp tiến cực tả này để chấn chỉnh lại quốc gia. Còn nếu không quý vị, những tiểu bang này dần dần sẽ đi tới tình trạng băng hoại vô luật pháp và không còn ai muốn sống ở những tiểu bang này nữa. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài tà chương trình thảo luận ngày hôm nay cho thấy rằng là chính sách Mỹ dân đang đi tới bờ vực phá sản trước phản ứng của người dân bình thường và các công ty Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.